Chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau và có rất là nhiều người hỏi tôi là liệu ăn khoai lang có giảm được cân hay không. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ trả lời cho các bạn là liệu ăn khoai lang nó có giảm được cân hay không. Và nếu nó giảm được thì chúng ta sẽ phải ăn như thế nào để cho nó giảm được cân. Ok, cái đầu tiên là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là ăn khoai lang có giảm được cân hay không. Thì tôi xin trả lời cho các bạn là nó có giảm được. Tại sao khoai lang nó lại giảm được cân? Để chúng ta sẽ phải tìm hiểu về một số những cái đặc tính của khoai lang. Thứ nhất đó là cái chỉ số GI trong khoai lang. Thì cái chỉ số GI của trong khoai lang nó khá là thấp. Nó thuộc xếp cái dạng trung bình. Ví dụ như là chỉ số GI của cơm nó rơi vào tầm khoảng cỡ 90 gì đấy. Thì đối với khoai lang nó rơi tầm khoảng cỡ 57. Thế thì chỉ số GI là cái gì? Ở một cái video trước thì tôi đã nói cho các bạn về cái chỉ số GI. Đại loại như này, các bạn sẽ hình dung như này. Khi mà chúng ta ăn một cái thực phẩm vào trong máu thì lúc đấy nó sẽ chuyển thành cái đường huyết cho chúng ta. Và khi mà cái thực phẩm đấy mà nó chuyển thành cái đường huyết nhanh, lúc đấy thì cái GI, tức là cái chỉ số đường huyết trong máu, nó sẽ tăng cao. Và lúc mà đường máu nó tăng cao thì cơ thể chúng ta nó sẽ tiết ra một cái chất nó gọi là insulin. Và lúc đấy thì insulin nó sẽ chuyển toàn bộ cái đường huyết dư thừa vào trong mỡ chúng ta để nó dự trữ trong đấy. Nên là nếu khi mà chúng ta ăn một cái thực phẩm nào mà có cái chỉ số GI cao thì lúc đấy bắt buộc cơ thể chúng ta nó sẽ chuyển toàn bộ cái đường dư thừa trong đấy để nó chuyển thành mỡ. Còn nếu đối với cái chỉ số GI mà thấp thì nó sẽ không có chuyện mà nó hình thành nên mỡ được. Nên là bất kể một cái thực phẩm nào mà có cái chỉ số GI cao thì lúc đấy nó có nguy cơ nó dẫn đến tình trạng béo hơn. Chúng ta có thể là hình dung nó rất là đơn giản trong thực tế hàng ngày chúng ta. Ví dụ như là buổi sáng nếu như các bạn mà ăn cơm thì đến tầm khoảng 11 giờ trưa thì các bạn rất là đói. Tại sao nó lại như thế? Bởi vì khi mà buổi sáng các bạn ăn cơm thì lúc đấy khi mà sau khi mà chúng ta ăn vào cái thì chỉ số GI trong máu nó rất là cao. Và lúc mà lên rất là cao như thế thì lúc đấy insulin nó bắt đầu chuyển toàn bộ cái phần dư thừa ra. Cái phần cao đấy lúc đấy chuyển vào trong mỡ. Và cái phần còn thiếu ấy, lúc đấy thì cơ thể nó sẽ kích thích một cái phản xạ thèm ăn. Nên là lúc đấy chúng ta thấy rất là đói. Nhưng nếu như các bạn mà ăn khoai, các bạn ăn bún thì lúc tầm 11 giờ nó sẽ không đói như cả việc mà chúng ta ăn cơm. Thì đấy chính là cái lý do tại sao mà cái việc mà chỉ số GI càng cao nó sẽ dẫn đến cái việc mà chuyển toàn bộ cái lượng năng lượng trong máu chúng ta ấy, cái đường máu nó chuyển thành cái mỡ dự trữ chúng ta. Thì đấy là cái đầu tiên mà các bạn sẽ biết được là khoai lang thì chỉ số GI nó thấp hơn. Và bởi vì thế là khi mà chúng ta ăn vào thì nó sẽ đỡ bị béo hơn cho chúng ta. Cái thứ hai nữa là cái hàm lượng calo trong cái thực phẩm đấy, trong cái khoai lang. Ví dụ như là cái hàm lượng calo trong khoai lang rất là thấp. Chẳng hạn như là nếu như mà cái hàm lượng calo trong cơm, trong gạo chúng ta ấy, trong 100g gạo nó sẽ cho chúng ta là tầm 244 kcal. Tuy nhiên đối với 100g khoai lang nó chỉ có 119 kcal, tức là nó chỉ bằng tầm một nửa so với cơm thôi. Tức là nếu như mà chúng ta thay vì chúng ta ăn một bát cơm, chúng ta thay bằng ăn một củ khoai lang, cái lượng nó tương tự thì cái năng lượng chúng ta đưa vào cơ thể nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Bởi vì thế là cái việc mà nó tạo ra năng lượng nó sẽ ít hơn để mà hạn chế cái tình trạng mà béo phì cho chúng ta. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba nữa là cái hàm lượng chất xơ trong khoai lang rất là cao. Và bởi vì cái hàm lượng chất xơ trong khoai lang rất là cao nên cái quá trình mà nó tiêu hóa nó sẽ bị chậm hơn rất là nhiều so với khi mà chúng ta ăn cơm, ăn gạo hay là ăn xôi. Và bởi vì khi mà cái quá trình nó tiêu hóa nó chậm như thế, nó làm cho cơ thể chúng ta, dạ dày chúng ta lúc nào cũng có cảm giác no, nên chúng ta sẽ ít có cảm giác thèm ăn hơn so với khi mà chúng ta ăn cơm, ăn gạo hay là ăn xôi. Điều thứ tư nữa là hàm lượng nước ở trong khoai lang khá là cao, bởi vì thế nó hỗ trợ trong quá trình giảm cân rất là tốt. Bởi vì khi mà cái hàm lượng nước ở trong khoai nó cao như thế, nó giúp cho quá trình mà bổ sung nước trong các tế bào và tiến hành quá trình trao đổi chất nó sẽ tốt hơn, hạn chế quá trình tích lũy mỡ. Đặc biệt là khi mà cái hàm lượng nước trong khoai lang nó cao như thế, kết hợp với cái hàm lượng chất xơ trong khoai lang, nó giúp cho chúng ta no lâu hơn và hạn chế cái tình trạng là chúng ta thèm ăn khi mà chúng ta so với thực phẩm khác. Như vậy với bốn cái đặc điểm như thế thì khoai lang là một trong những thực phẩm mà giúp cho chúng ta có khả năng giảm được cân. Tuy nhiên để mà chúng ta ăn nó như thế nào giúp cho chúng ta giảm cân tốt hơn thì chúng ta sẽ phải hiểu được cái quá trình mà chúng ta ăn vào nó tiêu hóa như thế nào. Thế thì cái đầu tiên là các bạn sẽ hình dung như thế này. Cái tất cả thực phẩm khi mà chúng ta chế biến, chúng ta làm cho nó kỹ thì nó có thể giúp cho cái việc mà cái chỉ số GI nó trở nên tăng hơn. Mặc dù một củ khoai lang luộc cái chỉ số GI của nó là 57 gì đấy. Tuy nhiên đối với một củ khoai lang nướng thì chỉ số GI nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Bởi vì thế là khi mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ chủ yếu là ăn khoai lang luộc thôi. Cái nữa là chúng ta sẽ ăn khoai lang để chúng ta thay thế tinh bột. Bởi vì trong khoai lang nó cũng sẽ có tinh bột và chúng ta thay thế cho cơm hay là cho xôi. Chứ không phải là chúng ta ăn cơm, ăn xôi rồi mà chúng ta ăn thêm khoai. Như thế thì cái năng lượng nó càng bổ sung thêm cho chúng ta. Và chúng ta sẽ thay thế ở cái cơm của chúng ta hàng ngày. Tuy nhiên chúng ta không thể nào bỏ đi cái phần mà protein hay là rau củ quả được. Tức là chúng ta thay
cái tinh bột bằng khoai lang, nhưng mà rau quả chúng ta vẫn phải ăn hàng ngày, cộng với cái việc mà chúng ta vẫn có thể ăn thịt hàng ngày được không, cái việc mà chúng ta ăn thịt vào nó không làm chúng ta tăng cân đâu, chủ yếu cái việc mà tăng cân nó nằm ở cái chỗ mà cái tinh bột mọi người ăn vào ấy. Thế thì những cái tinh bột nào có chỉ số GI cao các bạn có thể thay thế bằng việc mà chúng ta sẽ ăn khoai lang để bù vào như thế, thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cân, nó sẽ tốt hơn. Và để mà đảm bảo trong cái quá trình mà chúng ta ăn có một chế độ ăn nó kiên trì, đặc biệt là cái vấn đề kiên trì, có rất là nhiều người khi mà chúng ta áp dụng được một thời gian sau chúng ta không đảm bảo được kiên trì, nên là sau đó thì cái kết quả nó sẽ không đạt được như mọi người mong muốn. Nên là chúng ta tôi có một cái cộng đồng nhóm giảm cân khoa học ở trên Facebook, ở trong đấy thì tất cả mọi người cùng nhau tham gia, có những cái chế độ ăn và các bạn chia sẻ những cái chế độ ăn của mình, thì các bạn cũng có thể là tham gia cái cộng đồng đấy. Các bạn có thể là tham gia cộng đồng bằng cách là tham gia vào cái đường link ở dưới cái video này, thì chúng ta có thể cùng nhau tham gia một cái cộng đồng giảm cân khoa học. Hy vọng các bạn có thể là giảm cân một cách là hiệu quả và an toàn nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Đừng có quên là đăng ký vào cái video này để chúng ta có thể là cập nhật những cái video mới nhất từ bác sĩ Cao Xuân Ngọc. Xin chào mọi người.